Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Ba Lê, mắt biếc môi hồng, chương 14, chương cuối. Đối với tiêu chuẩn Tây Phương, nàng là người thấp nhỏ, chỉ đứng quá vai Văn Bình. Eo nàng chỉ xòe bàn tay ôm là vừa soạn. Thế mà sức mạnh của nàng lại xô ngã được gã đàn ông lực lưỡng. Bằng chứng là nàng húc đầu vào ngực, gã cầm lựu đạn. Hắn loạn choạng, nếu không có vắt thép phi cơ cản lại, có lẽ hắn đã nằm sóng sượt trên sàn. Nàng vùng dậy quá nhanh nên Văn Bình không cản nàng kịp. Chàng có thể bồi cho gã cầm lựu đạn một cái đá tréo. Sau một lần nữa chàng lại khoanh tay ngồi nhìn. Một tên cướp từ toa hạng nhì le te chạy lên, mặt đỏ gay vì tức giận, bỗng tươi cười. Gã cầm lựu đạn vươn cánh tay định tát cô thư ký già của Tô Lan. Nàng đang ngồi trên sàn phi cơ, tóc tai rã rượi với dáng điệu mệt nhoài. Nàng đã tấn công tận lực và cần phải nghỉ ngơi. Cảnh tượng khôi hài này làm tên cướp phì cười. Hắn gạt tay gã cầm lựu đạn. Mày chơi cái trò gì thế? Đoạn hắn kéo cô thư ký già ấn ngồi lên ghế, nói với giọng nghiêm nghị. May mà tôi can thiệp kịp thời, nếu không thằng em út của tôi đã dành cho cô một trận rục xương. Nàng quắc mắt. Tôi không sợ chết, ông đừng hăm dọa vô ích. Ai giết cô làm gì? Chúng tôi rất cần cô, phiền cô nói với bác sĩ rằng chúng tôi là bạn. Rồi, sao các ông đã biết à? Vâng, tôi đã được hân hạnh theo sát bác sĩ Tô Lan, ngay sau khi bác sĩ và cô đến Ba Lê. Nhưng ông là ai? Như tôi vừa nói, chúng tôi là bạn, đồng minh thân thiết của bác sĩ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bác sĩ đầy đủ phương tiện để tiếp tục công việc tìm tòi thí nghiệm. Bác sĩ Tô Lan nãy giờ chỉ ngồi nghe không nói nửa lời và cũng không tỏ phản ứng nào trên mặt. Cô thư ký già ngoại lại phía ông như hỏi ý kiến, nhưng ông chỉ khẽ nhún vai. Các ông thay mặt cho chính phủ Liên Xô. Gã đối thoại nghiêng đầu. Vâng, tôi là đại tá của sở GRU. Người ta thường gọi tôi là Sominov. Phương tiện khoa học của chúng tôi dĩ nhiên là lớn gấp chục, gấp trăm lần của ông Hoàng. Cả đến việc này mà ông cũng biết à? Chẳng giấu gì cô, chúng tôi đã nắm hết chi tiết. Chúng tôi chưa ra mặt vì sợ đụng đầu với MI6. Tổ chức của họ ở đây khá hữu hiệu. Đụng vào họ thì thua là cái chắc. Ngoài ra còn điệp báo Nam Tư và nhất là DST. Gã đối thoại trở mình về phía Văn Bình. Giọng nói có vẻ ngạo nghễ, song không kém phần lịch sự. Nhân tiện tôi cũng xin được cảm ơn đại tá Văn Bình Z 28. Nhờ tài của đại tá, chúng tôi đã chẹn họng được MI6 với Henry và Song Ngư, đồng thời qua mặt DST. Văn Bình thản nhiên, dụi tàn điếu xạ lem vào trong hộp sắt mạ kền ở thân ghế. Anh em trong nghề với nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau có gì mà ân huệ. Sominov đút khẩu súng vào túi ghé đít ngồi xuống bằng đối diện với Văn Bình. Trong khi ấy, hai tên cướp khác võ trang tận răng từ tòa hạng nhì đã tới, chia nhau án ngữ các cửa. Văn Bình đã hiểu Sominov cất súng làm gì, vì hắn đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nhân viên GRU hiện diện trên chiếc Boeing 707 có lẽ lên đến cả chục người. Kể ra, đưa chục nhân viên lên phi cơ thì không có gì khó. Văn phòng GRU chỉ nhờ một cơ quan du lịch tư nhân mà thành phố có đến cả trăm, lấy vé rồi thông hành đầy đủ. Họ lái xe ra Otley. Pháp là nước tự do, thủ tục xuất nhập không quá khắc nghiệt như ở các quốc gia Á Châu. Ra phi trường mua vé trước khi máy bay cất cánh nhiều khi vẫn còn kịp. Dạo này, phản lực mọc ra như nấm, phần lớn đều đói khát. Bỗng dưng có cả chục người mua vé, thì GRU muốn chờ đại bác lên tàu cũng còn được. Nói gì đến những khẩu súng nhì nhằng và những công dân Liên Xô có bộ mặt cô hồn. Sominov coi đồng hồ tay rồi nói, chúng tôi đã bố trí hết sức kỹ lưỡng, hiện phi cơ đang bay trên vùng trời Tây Đức. Mạng sống của 150 hành khách vô tội là đảm bảo an toàn đối với chúng tôi. Tại phi trường Đông Berlin sẽ có một cuộc tiếp rước đàng hoàng. Riêng đối với ông, chúng tôi đã có biệt nhãn. Ông coi chừng, tôi có thể đoạt súng và quật ngã nhân viên của ông bất cứ lúc nào. Phi công có thể cho phi cơ lộn ngược, mọi người sẽ mất thăng bằng, vân vân. Rồi tôi sẽ giới thiệu với ông phi công trưởng, hắn ngoan kinh khủng, đàn em của tôi chưa kịp rút súng, hắn đã đầu hàng vô điều kiện. Hắn dạ gì cứng đầu để chết uổng, vợ con ai nuôi, em bé mỹ miều ai ôm ấp phải không ông? Vì vậy hắn sẽ không dám làm phi cơ lộn ngược. Vả lại, nếu hắn lộn xộn, nhân viên của tôi sẽ không ngần ngại cho hắn ăn kẹo đồng. Trên chiếc Boeing này, chúng tôi có cả thảy 12 nhân viên, hầu hết đều quen với nghề bay. Cho dẫu phi hành đoàn chết hết, nhân viên của tôi vẫn có thể điều khiển được máy bay đến nơi đến chốn. Giá phi công thèm chết cho máy bay lộn ngược, chứ hắn làm dữ hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu. Chung quy cũng chỉ hành khách là nôn ọe mệt mỏi. Còn phần ông sẽ không có cơ hội nào đoạt súng và quật ngã đàn em của tôi. Thứ nhất, ông không thể lại gần họ, ông ngoa ngoe là họ nổ cò.
Thứ hai, họ bắn giỏi một cây. Tốt nhất là ông nên dễ thương như Phi Hành Đoàn là hơn, vì ông là điệp viên thượng hạng. Biết đâu cấp trên của tôi lại chẳng trọng dụng ông. Tôi cảm ơn trước. Cô thư ký già của Tô Lan thở dài. Ông vẫn còn đủ can đảm và điềm tĩnh để cười cợt hay sao? Vân Bình nghiêm mặt. Không lẽ cô muốn tôi khóc? Nàng bỗng bật khóc. Tô Lan lấy khăn mù xoa chấm nước mắt cho nàng rồi nói với Vân Bình. Tôi đã đặt hết tin tưởng vào các ông và các ông đã hại tôi. Sở dĩ tôi rời quê hương là vì nhớ con gái chứ không phải ham tiền. Từ lâu tiền bạc và danh vọng không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Sominov xen vào cười gằn. Cũng may ông chưa về đến Sài Gòn vì khi ấy ông sẽ thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Người ta đã lợi dụng tình phụ tử thiêng liêng để lôi kéo ông về với họ. Tô Lan nhìn thẳng vào mắt Sominov. Ông có nói mấy cũng không lay chuyển được lòng tôi. Con gái tôi đang còn sống, tôi đã nắm được chứng cứ cụ thể. Chỉ căn cứ vào tờ giấy viết thư để biết con gái còn sống. Nếu ông đồng ý, tôi xin đưa ra những tờ giấy tương tự và những bức ảnh tương tự. Kỹ nghệ giả mạo, ấn chỉ và thư tín đã tiến một bước nhảy dài mà ông vẫn chưa thấy ư. Lời nói của Sominov làm Văn Bình điếng người. Hắn đang đánh đòn tâm lý với Tô Lan và chàng nhận thấy Tô Lan có vẻ dao động. Nhà bác học di truyền nam tư nhìn chàng bằng đôi mắt đau khổ. Tô Lan không nói gì, song cặp mắt bối rối và lo lắng đã cho Văn Bình thấy là Sominov đã đạt được mục đích. Thật ra chàng cũng không an tâm gì hơn Tô Lan. Chàng không biết bức thư và tấm hình của cô con gái Tô Lan là giả hay thật. Điệp báo vốn là nghề tàn nhẫn bậc nhất, kể cả những phương tiện đối bại, chà đạp danh dự và mạng sống con người đều được sử dụng, miễn sao thành công. Trong quá khứ, sở mật vụ của ông Hoàng đã từng giả danh thư từ và hình ảnh nhiều lần. Lần này, có làm giả nữa thì cũng chả có gì là ngạc nhiên. Mặt Tô Lan tái nhợt, ông ta dựa lưng vào ghế, miệng há rộng, như cố lùa dưỡng khí thiếu hụt vào buồng phổi bị chặn nghẹt. Ông ta trở nên lầm lì như pho tượng, trong khi cô thư ký già nhìn Văn Bình, và Lệ Liên cũng đang nhìn Văn Bình. Nhưng nhãn tuyến của mỗi người chứa đựng một ý nghĩa riêng. Sominov vắt chân chữ ngũ, rút xì gà ra hút. Hắn ngửa cổ thở khói xanh ra chiều khoan khoái. Tuy nhiên Văn Bình biết hắn vẫn đang liếc trộm chàng bằng đuôi mắt. Chàng quay mặt về hắn, mỉm cười một mình. Sominov là tiếp người hành nghề điệp báo chuyên nghiệp. Thân hình không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy. Nghĩa là tiếp người thông thường có thể đi nghênh ngang ngoài đường hàng chục lần một ngày mà không ai để ý. Diện mạo của hắn gồm những nét thông thường. Hắn có dáng dấp của một ông chủ tiệm hàng sen ở một đường phố ngoại ô. Trong mặt hắn, thiên hạ không thương thì thôi chứ không ghét. Với những đức tính đặc biệt này, hắn phải là xếp sòng của IU. Một gã cầm súng từ phòng lái bước đến ngang ghế ngồi của Sominov. Hắn đứng nghiêm và nói, thừa đã liên lạc xong với phi trường. Hắn nói bằng tiếng Nga, và đây là những tiếng Nga đầu tiên được cất lên từ khi phi cơ bị cướp đoạt. Sominov gật đầu, khoác tay cho bọn thuộc viên giãn ra chỗ khác, rồi ghé gần vào tai Văn Bình. Anh thấy tôi bố trí có được không? Văn Bình giơ hai ngón tay lên không, thành hình chữ V. Victory nghĩa là thắng lợi. Khá lắm. Sominov dụi tàn xì gà. Như anh vừa nghe báo cáo, nhân viên của tôi đã liên lạc với đài kiểm soát phi trường. Dĩ nhiên là phi trường Đông Bá Linh. Kể ra phi trường ở đây không lớn và đẹp bằng ở phía Tây. Xong chúng tôi vừa chỉnh trang lại nên cũng rất êm ái. Lát nữa anh sẽ thấy. Văn Bình giả vờ ngạc nhiên. Té ra anh từ Đông Bá Linh đến Ba Lê để phụ trách vụ Tô Lan. Sominov đáp. Không, năm ngoái tôi phục vụ ở Đông Bá Linh, tôi được thuyên chuyển qua Ba Lê từ đầu năm nay. Tôi nghe danh anh đã lâu và tùy khác chiến tuyến tôi rất kính phục anh. Nghe nói anh ít thua ai, thua keo này bày keo khác phải không anh? Quý hồ là phe này tôi còn sống. Sominov không đáp. Văn Bình nói bằng giọng khiêm tốn, song Sominov lại có ấn tượng là hắn đang bị đe dọa. Đang ngồi khoan thai, hắn đứng vụt dậy, gã nhân viên hồi nãy đến trước mặt. Thừa trong 6 phút nữa phi cơ hạ cánh. Sominov hất hàm. Đã hỏi đài kiểm soát bên dưới chưa? Thưa rồi. Andre nói sao? Thưa, tôi yêu cầu đài kiểm soát cho tiếp xúc với Andre. Đại diện của ta hiện đang có mặt tại phi trường. Nhưng nhân viên phụ trách cho biết là Andre vừa gặp tai nạn xe hơi. Andre đậu xe, mở cửa bước xuống thì bị một chiếc xe khác vượt qua và tông ngã. Tuy nhiên chỉ bị thương xoàng, đang được băng bó tại bệnh xá. Sominov quẳng điếu xì gà xuống sàn phi cơ rồi dí gót giày lên trên. Cử chỉ của hắn làm Văn Bình nhớ tới các chú con trời nghênh ngang, khạc nhổ ầm ầm trong tiệm mì, bất chấp luật lệ vệ sinh. Chàng không tin Sominov là kẻ ở bẩn vô lịch sự. Chàng có cảm tưởng cơn bối rối ghê gớm đã làm hắn quên cả giữ gìn. Hắn kéo rèm che cửa sổ bên hông phi cơ để quan sát bên dưới. Chiếc phi cơ Boeing 707 đang hạ xuống. Tiếng ầm ầm đã nhường chỗ cho tiếng vò vò. Cánh phi cơ đang nghiêng. Sominov chỉ nhìn thấy những đốm màu vàng. Thì ra trời đã tối từ lâu. Dù phi cơ có hạ thấp hơn nữa hắn cũng chẳng thấy được gì, trừ khi ở gần sát mặt đất.
Hắn lục túi lấy cái ống nhòm loại nhỏ xíu gấp làm đôi, cất trong hộp da trông như hộp da đựng thuốc lá. Hắn chia viên kính dán mắt vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Một phút sau hắn nhét hộp ống nhòm vào bên trong vét tông rồi cất tiếng gọi. Cooper. Gã nhân viên quen thuộc ló đầu qua khung cửa phòng lái. Thưa tôi đây. Suminov lớn giọng. Ra đây tao nhờ tí. Cooper te te chạy tới. Suminov chỉ ô cửa đen ngòm. Mày sinh trưởng ở đây, thử nhìn xem đây là đâu. Còn 3-4 phút nữa đáp xuống, không lẽ lại không thấy gì cả. Cooper quan sát một vài giây rồi lúng búng. Thưa... Suminov ngắt lời thuộc viên. Mày đứng đây thay tao điều khiển anh em, dẫn ai ở nguyên chỗ ấy để tao lên phòng lái xem sao. Toán xung kích Suminov được phân tán nhanh như điện. Trong tòa hạng nhất, ngoài Cooper với khẩu súng hầm sẵn còn có 2 tên khác phụ lực. Vòng vây hung hãn của bọn nhân viên Xô Viết làm mọi người sợ hãi. Không ai nói với ai lời nào, song ai cũng trố mắt, tay chân run run. Nhưng Văn Bình lại lim dim đôi mắt. Chàng lim dim mà không ngủ, chàng còn tỉnh hơn những người uống thuốc Maxitone. Chàng lim dim không phải để tránh nhãn tuyến soi mói của những người chung quanh, mà là để định thần theo dõi bằng thính giác những việc đang diễn ra trong phòng lái. Suminov đã đi đến phòng lái. Vẻ điềm tĩnh ngạo nghễ của hắn đã biến mất. Hắn cố kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được sự hoảng hốt. Trong phòng lái khi ấy đã có một thuộc viên khác của Suminov. Các nhân viên phi hành đang tíu tít lo cho phi cơ hạ cánh. Suminov quát oang oang, tống ga cho phi cơ bay lên. Phi công trưởng còn chần chừ thì Suminov đã chĩa súng vào màng tang. Điếc à, cho phi cơ bay lên, không được đáp xuống. Phi công phụ quay sang, giọng hết sức bình tĩnh. Yêu cầu ông cất súng, nếu ông lỡ tay hoặc súng cướp cò, thì hơn 150 hành khách sẽ chết, và trong số người chết cũng sẽ có ông. Suminov nhăn mặt, cầm cái miệng lại đi. Còn chim sắt khổng lồ đang chúc mũi xuống, bỗng ngước lên, toàn thân giật mạnh. Sau mấy giờ bay, nó đã tiêu thụ gần 50 tấn nhiên liệu, nên bay lên có vẻ nhẹ nhàng. Những tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc nổi lên. Suminov lại quát to, làm gì thế? Tiếng quát cảnh cáo của Suminov hướng vào viên phi công phụ. Dường như trong khi phi cơ dựng đứng và bốc lên không trung, viên phi công phụ tay máy đụng tay vào một dãy nút màu đỏ. Những dãy nút lạ hoắc này không liên hệ gì đến việc điều khiển chuyến bay. Ngồi sau lưng phi công phụ là viên kỹ sư phi hành. Hắn là kỹ sư, nghĩa là con người trí thức dài lưng tốn vải, trọn đời chỉ làm bạn với những con số trừu tượng. Vậy mà thân thể hắn lại cao lớn, cổ vặn tròn, không thua kém cổ đấu thủ sumo Nhật Bản. Bàn tay hắn rộng như cái quạt và dày cộm, và nhất là gồm những ngón vuông bẹt, những ngón tay quen đánh Artemi. Khẩu súng lục chỉ cắt xương sống viên kỹ sư phi hành một gang tay. Gã cầm súng cũng khá đồ sộ, song gương mặt đần độn hơn và cử chỉ chậm chạp hơn. Vì vậy khi bị phản công bất thần bằng một thế võ tần kỳ, gã đã đón đỡ không kịp. Cùi chỏ của đối phương giật mạnh về phía sau, khẩu súng rớt xuống sàn. Cùng lúc ấy nhiều tiếng sẹt sẹt đột đột khá nghi nổ đều một loạt từ mọi nơi trên phi cơ. Viên kỹ sư phi hành khoèo chân chớp nhoáng, gã cầm súng ngã nhào. Bên trong phòng lái chỉ còn Suminov. Suminov quả là một nhà chỉ huy đầy kinh nghiệm chiến trận. Họng súng của hắn chúc ngay xuống và nổ liền 2 phát, mỗi viên đạn dành riêng cho một nạn nhân. Viên thứ nhất cắm vào ngực viên kỹ sư phi hành. Nó không xuyên qua tim, chỉ phá gãy một khúc xương và lúng một bên phổi, nên nạn nhân chỉ bị trọng thương chứ chưa chết. Viên kỹ sư khổng lồ chồm dậy, song Suminov đã thúc đầu gối giữa bụng, nạn nhân ngã khuỵu. Viên đạn thứ nhì lại trúng đùi viên phi công vụ. Một thanh niên cao lêu nghêu khuôn mặt phảng phất nhiều nét đông phương cương nghị và đều đặn. Võ thuật của viên phi công phụ hơn hắn viên kỹ sư phi hành một trời một vực. Nếu hắn không bị đạn ở chân và nếu tài tác xạ của Suminov chưa đạt đến trình độ tuyệt diệu, thì vị tất Suminov còn tiếp tục kiểm soát được tình thế. Viên phi công phụ vung hai bàn tay ra một lượt, cả hai Artemi đều trúng mục tiêu. Suminov không bị té, hắn chỉ loạng choạng một tay vịn vào vắt thép, nhưng hắn đành phải bỏ rơi khí giới. Và viên phi công phụ đã tiến lên lao đầu vào ngực Suminov. Kết quả là Suminov bị bắn ra khỏi phòng lái. Cánh cửa sắt kiên cố được đóng chặt lại. Giữa lúc gã nhân viên của Suminov kêu lên tiếng trời ơi cuối cùng dưới cú Artemi kinh khủng làm lá lách dập nát. Cabin phi hành đã trở lại an toàn và phi cơ Boeing sửa soạn hạ cánh. Nếu sự an toàn được vãn hồi trong phòng lái, thì ngược lại trong tòa hạng nhất và hạng nhì lại có sự hỗn độn. Dường như thần chết đã xẹt qua cùng với nhiều âm thanh lộp độp kỳ quặc vì mọi người đều ngất ngư trên ghế hoặc nằm sóng xoài trên nền tàu. Những âm thanh lộp độp kỳ quặc này là do loạt bom mê ngạt được gắn sẵn trước trên trần phi cơ cùng nổ gây ra, hơi khói thơm lừng như nước hoa hồng nguyên chất. Hơi khói này có sức không phá ghê gớm. Người nhầm là chân tay bại hoại, người yếu thì bất tỉnh, người khỏe cũng sụi lơ. Bọn nhân viên của Suminov vây quanh Văn Bình cố gắng cưỡng lại sức công phá của hơi khói mê.
Song Văn Bình đã ra tay giải quyết trước. Chàng tóm vạt áo tên gần nhất, vặn trái, hắn dụng đầu vào ghế. Tên thứ hai lao đảo muốn bóp cò, nhưng ngón tay còn đang lính quấn. Văn Bình bèn thanh toán luôn tên thứ ba, hắn đò ván tức khắc. Văn Bình đã khôn ngoan bịt mũi và miệng bằng mù xoa, song hơi khói vẫn gây ra choáng váng. Nếu chàng không quán triệt phép vận công tống độc, thì chàng đã sập tiệm cùng một lúc với bọn điệp viên Ayu. Mọi người ở trước mặt, sau lưng, bên hông chàng đều nằm vật ra như rạ. Những khẩu súng lợi hại rủ nhau rớt xuống sàn và trở nên những khối thép vô dụng. Riêng Lệ Liên vẫn còn tỉnh, có lẽ nàng ngồi gần ống điều hòa khí hậu. Tuy vậy, nàng vẫn ho sặc sụa. Sau khi bị đá bật từ trong phòng lái ra, bờ vai cứng rắn của Sominov tống vào mạng sườn Văn Bình. Cũng như chàng, hắn chưa mê man. Hàng chục trái bom ngạt nổ khắp nơi, ngoại trừ phòng lái. Viên phi công phụ vội đóng chặt cửa cabin để ngăn hơi độc từ toa hành khách lọt vào. Tùy ngã cong queo trên sàn, Sominov vẫn nắm được chân Văn Bình giật mạnh làm chàng ngã theo. Và hắn còn đủ sáng suốt và khí lực để hất ngược một đòn Artemy cực hiểm. Song Văn Bình đã gạt bàn tay hắn sang một bên. Hắn ngoi đầu toàn dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm yết hầu chàng, nhưng hắn chỉ nhóm lên được nửa chừng rồi gục xuống và bất tỉnh. Văn Bình cũng bất tỉnh theo. Chiếc Boeing 707 của hãng hàng không Pan Am rùng mình lắc lư rồi chạm phi đạo bê tông. Nó chạy thật nhanh một lát trước khi dừng lại quay mũi. Thế là hết. Cơn ác mộng của các chuyên viên đang chờ chiếc Boeing 747 dưới sân bay cũng chấm dứt. 15 phút trước, khi tình hình trên máy bay bị cướp đoạt chưa ngã ngũ, thì ở phi trường, tình hình đã ngã ngũ hoàn toàn. Gần một tá xe cấp cứu được huy động sẵn sàng, trong số đó có 3 xe vòi rồng đầy nước và những họng cung cấp nước được mở rộng để chờ tiếp tế thêm. 3 xe cam nhông chứa bột bông thán khí như cứu hỏa, trông như tuyết trắng, có khả năng dập tắt trong vòng 60 giây đồng hồ một trận lửa lớn. Một mệnh lệnh không biết đã được từ đâu ban xuống, người ta đã tắt hết đèn, chỉ trừ lại những dàn đèn cần thiết cho phi cơ hạ cánh, thậm chí những tấm bảng, những dấu hiệu kiến trúc khả dĩ giúp người ngồi trên phi cơ bay trên cao có thể biết được tên phi trường cũng đã bị cấp tốc tháo gỡ hoặc ngụy trang. Phi trường mà chiếc Boeing vừa đáp xuống không phải là phi trường thuộc đồng bộ Berlin do IU kiểm soát như Sominov dự định, mà là một phi trường ở Tây Đức. Phi cơ đậu lại, cửa vừa mở rộng thì Sominov cũng vừa thức dậy. Trước sau hắn chỉ mê man trong vòng 5 phút. Văn Bình thức dậy trước hắn, nhờ viên phi công phụ xốc chàng lên ghế dùng thuật Kuatsu nhu đạo điểm vào đan điền cho chàng hồi sinh. Nghệ thuật điểm huyệt hồi sinh của viên phi công phụ đã lên đến trình độ thượng thừa, nên Văn Bình mở mắt ngay và không hề cảm thấy đau đớn, mệt mỏi như những người khác. Viên phi công phụ xách một cái vali nhỏ khá nặng, mở ra chỉ thấy toàn là còng. Sominov bị còng quặt tay ra sau lưng. Bọn thuộc viên của hắn cũng bị còng chung một dây dài. Khi toàn thể điệp viên RU đã bị xiềng xích lại xong xuôi, phi công phụ mới giải mê cho hành khách bằng cách nạp vào khẩu súng phóng lựu ngắn thu lún một viên đạn tròn ống ánh. Bụp một tiếng nhẹ, viên đạn nổ tung, một làn hơi thơm như hương hoa lan bay khắp toa hành khách. Hương thơm này hóa giải trong khoảnh khắc làn thuốc mê ban nãy. Một chiếc xe lớn từ trong phi cảng chạy ra, đậu dưới cánh máy bay Boeing. Sominov ngơ ngác, mở mắt. Thấy hai tay bị nhốt cứng trong cây còng sắt, nhưng chỉ sau đó hắn nhìn thấy bọn thuộc viên dừng dưng như không. Văn Bình bước lại, hắn gằn giọng, té ra kẻ bị lừa không phải là anh. Châm xì gà cho Sominov hút, Văn Bình nhún vai không đáp. Nhà bác học di truyền và cô thư ký già được mời lên một xe hơi khác. Dãy đèn cuối cùng ở phi đạo cũng đã tắt. Ngoài luồng sáng và đèn pha xe hơi, sân bay rộng mênh mông, không còn ánh sáng nào khác. Viên phi công phụ vỗ vai Văn Bình. Công việc xong rồi, anh còn chờ ai nữa? Văn Bình cười, tôi chờ Lệ Liên. Lệ Liên cũng vừa bước đến bên chàng, phấn son trên mặt nàng đã loang lổ nhợt nhạt, song vẻ mỹ miều của nàng không bị giảm sút bao nhiêu, tấm thân mũm mĩm nhưng cân đối của nàng dường như lại còn mũm mĩm hơn trong đêm tối gió lạnh thổi vù vù. Nàng hỏi chàng, bây giờ chúng mình đi đâu? Chàng đáp, vào phòng đợi trong phi cảng rửa mặt nghỉ ngơi và ăn uống, chờ một vận tài cơ quân sự Mỹ bay thẳng một mặt về Sài Gòn qua đường Bắc Cực. Nàng nhìn chung quanh, nhìn đoàn xe đen xì, nhìn đám đông lố nhố, nhìn gã phi công phụ cao lêu nghêu, rồi nhìn Văn Bình. Nếu phải đi ngày có lẽ em mệt lắm, em vốn yếu tim, ngày mai mới khởi hành được không? Văn Bình ngần ngừ một phút trước khi quay sang gã phi công phụ xếu vườn. Anh chấp thuận đề nghị của Lệ Liên nhé. Gã phi công phụ lắc đầu. Đâu có được, tôi đã lo liệu đầy đủ, đường bay và kế hoạch bay đã được chấp thuận. Chúng tôi sẽ được tiếp tế sang dọc đường ngay trong khi đang bay, và lại đang còn vấn đề an ninh. Bọn GIU biết được mình bay qua đường Bắc Cực thì hết đời.
Tuy nhiên nếu cô Lệ Liên muốn nghỉ lại một đêm cũng không sao. Anh Văn Bình à, chỗ anh em tôi hỏi thật, cô Lệ Liên muốn nghỉ lại hay là chính anh? Văn Bình cười lớn. Cả hai. Lệ Liên ôm chầm lấy Văn Bình. Nàng hôn lung tung lên mặt chàng, suýt làm chàng ngộp thở. Khi nàng buông chàng ra thì toán điệp viên Ayu Saker và Tô Lan, gã phi công phụ, đều đã biến dạng. Hành khách chiếc Boeing bắt đầu lục tục xuống thang. Họ đi cả rồi hả anh? Ừ, thế càng tốt. Thiên Hạ đã nói nhiều về anh, nhưng em không ngờ anh ghê gớm đến thế. Anh bố trí vụ này khi nào? Từ khi ở Ba Lê, anh nghĩ rằng phương pháp dễ nhất đối với Ayu là cướp đoạt phi cơ, rồi lái đến sau bức màn sắt. Vì thế anh đã nhờ phản gián Tây Đức ngụy trang phi trường. Không dè Suminov khôn quá nên miễn cưỡng phải dùng đến bom ngạt. Tại sao lại không ngăn chặn hắn ngay tại Otley? Không được đâu. Sở DST của Pháp sẽ xí phần. Họ đâu có thương gì Ayu, nhưng giữa Ayu và ông Hoàng thì có lẽ họ còn khoái Ayu hơn. Và họ sẽ tóm giữ Suminov cùng Tô Lan. Thực tế thì họ tha ăn, nhưng đằng nào họ cũng lợi. Đằng nào thì họ cũng có tiền. Ông Hoàng ký trách họ mới cho ăn hồi hương. Sếp Ayu cũng phải xuất ngân để chuộc Suminov. Còn Tô Lan thì họ giấu kín một nơi, khai thác chán chê đã đời, rồi lên giọng nhân nghĩa hoàn trả lại cho Nam Tư. Dĩ nhiên là sau khi thống chế Tito cũng bằng lòng chi tiền. Lệ Liên lại ôm hôn Văn Bình, nàng ngoạm vào tai chàng rồi nói nhỏ. May cho anh đấy, nếu em là nhân viên IU hoặc nhân viên DST thì có lẽ giờ này anh đã hết cười. Văn Bình kéo nàng lại sát ngực, Lê Diệp cũng nói với anh như vậy. Lệ Liên ngạc nhiên. Lê Diệp là ai? Văn Bình vuốt ve trũng gáy trắng nõn của nàng. Thì là anh chàng phi công phụ. Hắn là bạn thân của anh và là cộng sự viên thân tín của ông Hoàng. Bây giờ chúng mình phải lính ra ngoài thật lẹ rồi tìm một văn phòng ấm cúng nào trốn cho kỹ đêm nay. Hắn là vua phá đám. Hắn cứ rình khi nào anh sắp hưởng hạnh phúc là nhảy vào phá đám. Nhưng hắn sắp sửa lên máy bay kia mà. Biết đâu đấy, còn đàn em của hắn. Ở đâu cũng có tai mắt. Em đã đến Tây Ba Lê lần nào chưa? Có, nhiều lần rồi. Chẳng bù với anh chỉ được tạt qua như gió. Đề nghị em chọn một xó xỉnh nào kín đáo thi vị để chúng mình. Được, anh cứ để em lo. Lệ Liên lại hôn chàng. Nàng hôn thật đam mê. Trời tối om, nàng không nhìn thấy tia mắt của Văn Bình. Lúc ấy, tia mắt của chàng bỗng nhiên sáng rực. Nhãn tuyến của chàng thường sáng rực mỗi khi chàng bắt tay vào một công việc chết chóc kinh hoàng. Điệp vụ Tô Lan DT-44 đã hoàn tất. Không, nó vẫn chưa hoàn tất. Nó chỉ mới hoàn tất hai phần. Còn phần cuối cùng và cũng là phần quan trọng nhất, chỉ mới bắt đầu. Văn Bình đã nói dối Lệ Liên. Dẫu nàng coi là dân chôn nhau cắt rốn ở Ba Linh, nàng cũng khó có thể am tường những ngõ ngách bí hiểm của thành phố này cho bằng chàng. Trong hồ sơ điệp vụ chính thức, chàng mới ghé lại có 3 lần. Lần thứ nhất vượt qua đường ranh giới một cách công khai, trao trả nhà bác học hỏa tiễn Pilatov cho Hồng Quân. Lần thứ nhì, chàng từ phía đông trốn sang phía tây trong một công tác hiểm nghèo dẫn chàng qua các Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trung Âu. Hồi ấy bức tường bê tông và kẽm gai được mệnh danh là bức tường ô nhục đã sừng sững mọc lên, ngăn đồi thành phố. Đây là lần thứ 3, chàng ngoan ngoãn theo Lệ Liên lên xe hơi đến một lữ quán bậc trung mà nàng ca tụng là sạch sẽ, lịch sự, thức ăn ngon, hầu hạ ưng ý, nhất là yên tĩnh. Nàng mở máy sưởi và trước khi bước vào phòng đóng kín cửa sổ, nàng kéo chàng thò đầu ra bao lơn rồi giải thích. Anh có biết con đường này không? Đường Acker đấy. Con đường đầu tiên bị công an Đông Đức bít nghẹn năm 1961. Ngày xưa con đường này vui và đông đáo đề. Giờ đây nó buồn như bãi chôn người chết, phải không anh? Văn Bình lặng thinh, không tỏ ý kiến. Nàng không ngờ rằng đại lộ Acker sửa soạn bị cắt đứt bằng những tấm đan xi măng cao 1,5 m do xe cần trục đổ xuống, thì chàng cũng đã có mặt trong khu phố kế cận. Đúng hơn, trong một bãi chôn người chết, gọi là Nghĩa Trang Thánh Sophie, để điều khiển việc thâm nhập của những toán điệp viên cuối cùng vào Đông Đức bằng đường Ba Linh. Chàng lặng thinh vì ngày 18 tháng 6 năm 1961, ngày bức tường ô nhục bắt đầu được xây cất là một ngày Chủ nhật. Chàng đến Ba Lê vào chiều thứ Bảy vì trong vòng một đêm một ngày, hàng chục biến cố nghẹt thở và toát mồ hôi lạnh đã xảy ra. Như thế nàng là nhân viên của sở du lịch và chàng là du khách mới đặt chân xuống trường bay. Lệ Liên tíu tít ca ngợi những vẻ đẹp của thị trấn Tây Ba Linh. Nào là thành phố có đủ thứ ăn chơi xác thịt, nhưng cũng là nơi dinh dưỡng tinh thần tuyệt hảo với những nhánh sông nhằng nhịt, với gần 1 triệu cây được trồng tại công viên để ban phát bóng mát và hơi mát, giúp mọi người quên được những tàn phá ghê gớm của trận thế chiến thứ hai. Khách khó tiến đến mấy cũng vừa ý. Khách có thể săn lợn lòi trong rừng cách thị trấn 20 cây số, cũng như săn đàn bà đẹp thuộc mọi màu da và mọi túi tiền. Lệ Liên gọi bưng lên phòng đủ mọi món ăn, món nào cũng được chất quốc hồn quốc túy của người Đức. Nàng xúc bỏ vào dĩa cho chàng, không khác lối mời tiếp của người miền Bắc ngày xưa.
đồng thời khen nức nở. Anh ăn thử xem, ngon lắm kẻo không có dịp nếm lại, vì lữ quán này nấu ngon nhất nước Đức. Anh có nghe xúc xích và dăm bông Đức chưa? Trên thế giới chưa có đồ nguội nào ngon bằng. Úi chào, bánh ngọt của Đức cũng khét tiếng ngon kinh khủng. Chàng muốn hét vào tai nàng. Em à, các món ăn em vừa kể cũng chưa độc đáo. Nói đến Đức mà quên món ngỗng rán, sò huyết chiên giòn, cá nướng dầm rượu, gỏi cá hương, súp tôm hùm và súp lươn thì thật là đoán vị. Bợm nhậu nước ăn khoái những món nhai sần sật để nhắm rượu, thì ở đây đã có món mõm bò trộn salad tai heo nấu đậu nghiến, lưỡi heo sắc nhỏ nấu hành. Không để ý đến bàn ăn thịt soạn và bụng đói cồn cào, chàng kéo Lệ Liên lại chiếc giường kê gần máy sưởi, hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng và thủ thị. Anh thích ăn cái này hơn. Chàng vừa thốt ra những ý nghĩ chân thành nhất. Thực vậy, thực đơn của Đức chàng không ăn hôm nay thì có thể ăn ngày mai. Nhưng còn thực đơn tình yêu chàng phải tận hưởng vì sợ không có dịp nếm lại. Chai whisky trên bàn đêm đã hết nhẵn. Chàng vẫn còn kêu khát. Chàng uống cạn chai thứ hai với Lệ Liên ấm áp thơm tho nằm gọn trong vòng tay. Không biết vì cơn truy hoan vũ bão hay vì men rượu mà chàng nằm lăn ra ngủ. Nhưng nàng vẫn còn tỉnh. Nàng chỉ uống mấy đốt whisky. Suốt buổi nàng chỉ chuốc rượu cho chàng. Khi bị nài ép hết sức, nàng mới nâng ly rượu lên môi. Nàng rón rén bước ra ngoài hành lang. Khoảng 3 phút sau, nàng trở vào treo lên giường, rút vào cái lưng trần cân đối, đẩy mũi thịt tròn lẳn của chàng. Căn phòng khách sạn vẫn hoàn toàn im lặng. Bao lơn căn phòng nhìn xuống con đường cũng im lặng. Phía sau con đường im lặng này là bức tường ô nhục. Từ trên cao nhìn xuống, bức tường ô nhục giống như con giun đất khổng lồ. Bên trên người ta không trăng dây thép gai như thường lệ để ngăn người vượt qua. Thay vào đó có những cái ống tròn, đúc nhẹ là quay lơ. Phương pháp này còn hữu hiệu hơn kẽm gai rất nhiều. Bức tường dài 45 cây số. Sau bức tường là một khoảng trống khá rộng, gồm nhiều lớp rào bê tông, rào sắt. Những lô cốt được căn phòng ngày đêm. Một hào sâu, chôn sâu những cái hố mắc dây thép gai truyền điện. Những chướng ngại vật để cản chất xe cộ. Chưa kể những binh sĩ võ trang hùng hậu và đàn chó bẹt rê chuyền cắn cổ và xé xác. Tuy có bức tường ô nhục ngăn đôi thành phố, điệp viên của hai phe vẫn không ngừng hoạt động. Văn Bình ngáy o o, nhưng thật ra chàng không ngủ. Chàng đang chờ cơ hội hoạt động, chàng chỉ ngáy giả vờ. Giây phút trọng đại sắp tới, chàng lợi dụng cơ hội được nghỉ ngơi để vận khí và xả duỗi các bắp thịt trên cơ thể để cho tinh thần cũng được thoải mái. Đang ôm lưng chàng chặt cứng, Lệ Liên bỗng bỏ ra. Nàng nằm ngửa ngó lên trần phòng tối đen rồi thở dài. Nàng khu chân xuống đất lại bàn, mở cái vali dẹt mang theo ra. Bên trong giấu dưới sấp đồ lót ni lông hồng là một khẩu súng tí hon. Nàng trở lại đầu giường ngần ngừ một giây rồi vặn đèn lên. Ánh đèn xanh nhạt chiếu một vòng tròn lung linh trên nệm giường còn trũng vết thân thể hai người. Dấu tích của đêm ân ái cuồng nhiệt vẫn còn đó. Lệ Liên nâng súng lên nhắm vào giữa lưng Văn Bình. Ngón tay nàng đã đặt sẵn lên cò nhưng nàng lại không bóp. Nàng gọi chàng. Anh ơi, anh ngủ hay là còn thức? Dĩ nhiên là Văn Bình vẫn tiếp tục ngáy giả vờ. Nàng thở dài. Tại sao anh lại ngủ thế? Sao anh chưa tỉnh dậy? Bỗng Văn Bình trở mình quay mặt lại tủm tỉm cười. Lệ Liên hốt hoảng. Ô kìa, anh giả vờ ngủ à? Văn Bình gật đầu. Lệ Liên lấy bàn tay che mặt. Nghĩa là anh đã biết em đã làm những gì? Anh biết hết. Anh tha lỗi cho em. Em đã cân nhắc giữa tình yêu và bổn phận. Và em đã nghĩ là không thể làm tròn bổn phận. Em không thể bán ăn. Văn Bình lượm khẩu súng, bấm nút cho bị đạn tuột vào lòng bàn tay rồi đưa cho Lệ Liên coi. Anh phải xin em tha lỗi mới đúng. Lệ Liên bàng hoàng. Trời ơi, đây là đạn giấy. Anh đã thay đạn khi nào? Lúc em ra ngoài gọi điện thoại. Anh có nghe em gọi cho ai không? Có, họ sắp đến nên tinh thần em bị bấn loạn. Vâng, em quá yêu anh. Em vẫn coi thường tình yêu. Giờ đây em mới thấy lầm. Thật là lầm. Sau hơn 10 năm hoạt động cho lý tưởng và nghề nghiệp, giờ đây em mới thấy rằng lý tưởng chỉ là điều phụ, tình yêu mới là chính, tình yêu là điều trên hết. Em phục vụ cho IU lâu chưa? Trước này em về làm việc cho Nguyễn Phước Bưu Khoa. Em vốn là người Nga, mẹ em là dân Pháp, nên em nói tiếng Pháp giỏi như tiếng mẹ đẻ. Em sang ballet du học rồi ở lại luôn, em được lệnh trà trộn vào các tổ chức khoa học để lấy tin tức. Em về với Bưu Khoa vì ba lý do, thứ nhất là lệnh trên, thứ hai, Bưu Khoa là nhà di truyền học đại tài. Em lại thích môn khoa học này. Và thứ ba là những liên hệ tình cảm. Em cũng yêu Bưu Khoa sao? Vâng, nhưng chỉ yêu vì tinh thần. Nếu anh nhớ không lầm, thì chiều hôm qua ở ballet, em nói với anh là em có đứa con 3 tuổi. Vâng, anh nhớ không lầm đâu. Em có đứa con trai 3 tuổi, và nó là con của Bưu Khoa. Những trục trặc về sinh lý của Bưu Khoa chỉ mới xảy ra cách đây khoảng 2 năm.
Em yêu Bửu Khoa, tại sao lại hạ sát ông ta? Việc này không do em chủ trương, người điều khiển toàn diện là đại tá Sominov. Em không phải là thuộc viên của hắn, song em không được biết đến công việc của hắn. Sominov chỉ thông báo cho em sau khi Bửu Khoa bị giết và nhà ở bị đặt bom. Em không phản đối sao? Nếu em thiếu thành thật, em sẽ nói là em phản đối. Cái chết của Bửu Khoa làm em buồn thật đấy. Song em không thể quên được em là nhân viên của GIU được nuôi dưỡng trong kỷ luật sắt. Và lại trong trường hợp em phản đối cũng chẳng đi đến đâu, không khéo lại còn di hại cho em. Vì như anh đã hiểu, Sominov cũng như em, hắn cũng không hơn gì em, chỉ là con cờ trên bàn cờ rộng lớn. Xét cho cùng, Sominov phải thủ tiêu Nguyễn Phước Bửu Khoa để buộc anh tìm em. Bửu Khoa có ba người thân, Diễm Hà, chú Sáu chết. Anh không tìm em thì còn tìm ai? Em biết giờ và nơi anh sẽ gặp Tô Lan, nhưng kẹt một nỗi là theo kế hoạch tiếp xúc mà Bửu Khoa tiết lộ cho em biết, thì Tô Lan chỉ xuất đầu lộ diện nếu người đến gặp là anh. Tô Lan và cô thư ký của ông ta hóa trang tài tình như vậy, Sominov và em có đến chờ cũng vô ích. Đó là chưa nói đến những tài liệu quan trọng khác như thư từ, hình ảnh và chi phiếu. Và lại Sominov muốn hốt luôn cả anh. Tô Lan là chiến lợi phẩm to lớn, nhưng anh cũng có giá trị lớn không kém, mỗi người trong một lãnh vực. Hắn sợ anh nghi ngờ nên bố trí cho anh chứng kiến cảnh em bị tra tấn. Hắn nhốt anh chung với em trong xe để em cắt dây trói giúp anh thoát thân. Hắn đinh ninh, anh chắc 100%, không ngờ vẫn thất bại. Anh Văn Bình, anh đã khám phá ra vai trò hàng hai của em từ lúc nào? Từ khi làm tình với em trên xe Renault. Anh cười em à? Vâng, em thú nhận là việc lôi kéo anh là một phần của chương trình. Nhưng vấn đề yêu đương nồng nhiệt không phải là không có. Và phút này em đau khổ cũng vì em không cưỡng nổi mệnh lệnh của con tim. Đâu có, anh đâu dám mang chuyện chúng mình yêu nhau ra làm trò đùa. Anh đâu phải là hạng người như vậy. Sự thật là trong khi anh ái với em trên xe Renault, anh mới nảy ra nghi ngờ. Em mặc bộ đồ hở hang, nhưng đó lại là một kiểu dạ phục ngắn dành cho các cuộc tiếp tân ngoài bãi biển. Kiểu áo này gồm cả giày cao gót bằng da mạ vàng rất độc đáo. Nhưng tại sao em lại giật giày vải thật nhẹ và mỏng? Trong khi làm tình, anh chạm vào đế giày của em và bắt đầu thắc mắc. Đến khi xe Renault đậu lại, chúng mình tông cửa tàu thoát, anh mới hiểu. Thì ra em dùng giày vải là để chạy xa dễ dàng trong bóng tối, rồi lại còn hộp lưỡi lam. Trong phòng em không hề có ngăn kéo nào được mở sẵn, bàn trang điểm lại để tuốt ở góc. Em đang bị trói giữa nhà, thử hỏi em làm cách nào giấu được hộp lưỡi lam. Tuy nhiên, đôi giày đế mỏng và hộp lưỡi lam cũng chưa làm anh thắc mắc bằng thái độ của em khi ấy. Anh sửa soạn triệt hạ voi đen, thì em giả vờ kêu anh quay lại để voi đen có điều kiện rút súng uy hiếp anh. Vụ giết chú Sáu cũng lưu lại kẽ hở. Em nghĩ coi, phải là người cộng sự viên thân tín của Bửu Khoa mới biết được chú Sáu có các dụng cụ phát tuyến và trắc giác tối tân. Bửu Khoa chỉ có 3 cộng sự viên thân tín, mà 2 đã bị loại ra khỏi vòng chiến, chỉ còn lại mỗi mình em. Lệ Liên thở dài. Anh còn đợi gì mà chưa giết em? Nghề điệp báo hành động là nghề không có sự phân biệt nam nữ yêu ghét. Nhưng đối với anh, đàn bà vốn là báu vật thiêng liêng, phương chi em lại yêu anh. Dầu tim bằng đá, anh cũng không ngăn được rung cảm khi nhớ đến những phút thần tiên với em. Em hiểu rồi, anh chỉ muốn thử lại đáp số bài toán. Nếu hồi nãy em nhẫn tâm lấy cò, thì giờ đây anh cũng sẽ nhẫn tâm. Văn Bình chẳng nói chẳng rằng, trà bị đạn vào súng, kéo quỳ lát cho viên đạn thứ nhất nhảy lên nòng, đoạn lấy cái gối bông lớn bọc chung quanh, tạo ra tác dụng cao su hãm thanh. Bụp một tiếng, viên đạn chui lọt qua gối bông, đục một lỗ sâu hoắm trên bức tường trước mặt. Bắn xong, Văn Bình thở dài, vất súng xuống đất. Lệ Liên ngó chàng sững sờ, rồi nàng oà khóc, ôm lấy chàng, nước mắt rớt lã chã trên vai chàng. Chàng vuốt tóc, vuốt má nàng với cử chỉ âu yếm. Khóc một hồi, nàng mới nói. Té ra là đạn thật, nghĩa là nếu em lấy cò thì anh phải chết. Văn Bình kéo nàng ngửa mặt lên và hôn vào đôi môi nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, nàng tì tê trong cơn say. Té ra anh yêu em và anh biết trước là em không thể bán anh. Từ ngoài đường xa, có tiếng kèn xe hơi. Một tiếng ngắn khô khan rồi im bặt. Lệ Liên buông Văn Bình giọng thiểu não. Họ đến rồi. Họ đang chờ em. Nhưng anh ơi, em không muốn về nữa. Em chỉ muốn được ở lại với anh. Người đón em chở lén sang Đông Berlin là Trung tá Merrick, giám đốc trú xứ IU ở đây. Anh giết hắn đi. Theo kế hoạch của Trung ương IU thì em về Liên Xô độ bao lâu? Từ 3 đến 6 tháng. Con trai của em đang được gửi nuôi tại Berlin. Có thể nào thượng cấp giữ em lại, không cho xuất ngoại hay không? Không. Phó Tổng Giám đốc đặc trách quốc ngoại là anh chú bác với em. Em đòi gì được nấy. Và lại người ta chỉ giữ em lại nếu em bị bại lộ hoặc thất bại. Em chưa bị bại lộ. Trở về mặt tư qua, em có thể báo cáo là điệp viên Z-28 yêu em và tin em. Thế em sẽ giải thích thế nào về việc em bỏ anh đi đêm nay? Dễ lắm. Em cứ nói là viết thư để lại trong khi anh đang ngủ mê mệt. Em xin lỗi Z-28. Phải ra đi vì cõi lòng rối như tơ vò.
dù sao Lệ Liên cũng đang còn bị xúc động về cái chết đột ngột của Bửu Khoa, chú Sáu và Diễm Hà, phải không nào? Vâng, em xin vâng lời anh. Anh là người đàn ông đáo đẻ nhất thế giới. Em cứng đầu một cây, bình sinh chưa thua ai, nhưng bây giờ thua anh. Nhưng anh à, tại sao anh không cho phép em ở lại? Về Nga thì em sẽ nhớ anh, nhớ đến điên được. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ nhớ em muốn điên. Tuy nhiên, em nên thông cảm cho hoàn cảnh tế nhị của anh. Lẽ ra thì anh phải giết em, nhưng vì tình yêu chúng mình, anh đã đích thân can thiệp với ông Hoàng, mang đầu anh ra bảo đảm để em sẽ làm việc với anh. Trời đất, anh chưa hỏi ý kiến em mà dám mang đầu ra bảo đảm sao? Anh đâu cần hỏi ý kiến em đâu, mà em vẫn không lấy cò. Lệ Liên ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thân em đời em còn không tiếc. Em cũng chẳng tiếc gì cái của nợ này nữa. Mặc dù nó là kết quả của gần 2 năm theo dõi công trình nghiên cứu của Nguyễn Phước Bửu Khoa. Đây, em biếu anh. Anh mang về cho ông Hoàng. Nó gồm đầy đủ tài liệu tin tức xác thực về các cuộc thí nghiệm thành công. Nó còn một phần phụ về tổ chức MI6 tại Bali và các tổ chức DST của Pháp. Lệ Liên mở sắc ra, lấy cái kiếng mát hippie tròn trắt màu xanh nhạt đưa cho Văn Bình. Chàng ôm nàng hôn, xong nàng đẩy nhẹ chàng ra, nói với giọng run run. Thôi đừng ăn. Nếu anh còn hôn em bây giờ, em sẽ mềm nhũn ra và không còn can đảm vượt biên về Đông Đức. Em sẽ yêu anh suốt đời, anh có thể tin chắc điều đó. Mình để dành cái hôn này cho tương lai. Em sẽ cố gắng trở về Bali thật sớm. Em đi đây. Lệ Liên lau nước mắt bằng vạt áo. Như người mất hồn, nàng bước ra ngoài hành lang. Văn Bình nghe rõ tiếng giày của nàng dẫm trên thảm len đi lông cầu thang. Nàng không dùng thang máy, dường như nàng muốn kéo dài, thật dài những tích tắc đồng hồ còn được ở gần người yêu. Văn Bình lại gần cửa sổ. Cánh cửa này nhìn thẳng ra con đường phía trước. Mở cửa ra, chàng sẽ nhìn thấy nàng, nhưng chàng cũng không muốn. Chắc chắn nhân viên IU đang dùng viễn kính hồng ngoại quan sát toàn khu vực. Chàng đành nhắm mắt nhìn Lệ Liên bằng tưởng tượng. Mùi thơm da thịt nàng còn phảng phất trong phòng. Thuở xưa, vua Đường Minh Hoàng cướp đoạt Thái Chân, vợ của con trai phong làm Dương Quý Phi, đến nỗi triều đình rối loạn. An Lộc Sơn kéo quân về soán ngôi, ngàn năm sau thiên hạ vẫn chê bai vua Đường. Giờ đây Văn Bình mới thấy rằng chê bai rất dễ. Ở vào địa vị của vua Đường mà không mê đắm như vua Đường thì rất khó. Có được ôm trong lòng một gia nhân bụ bẫm không có mỡ thừa, da thịt mềm như bong bóng, song vẫn rắn như sắt mỗi khi cần thiết, thì mới hiểu được tâm trạng của vua Đường. Lệ Liên, điệp viên cao cấp của IU Soviet, là Dương Quý Phi của chàng, trên đường trốn vào Ba Thục, vua Đường bị tướng sĩ bắt ép phải giết người đẹp họ Dương và nàng đã chết. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Văn Bình ngồi phịch xuống ghế. Những lôi cuốn kỳ diệu của Tây Bá Linh đã trở thành biển cả băng tuyết đối với chàng. Chàng đã quên hết những Golden City Bar, El Panorama trên nóc đại khách sạn Hilton, những nơi nổi tiếng về màn trình diễn thoát y trong hồ nước, hệ thống điện thoại từng bàn cho những địa đàng của đàn ông. Chàng quên hết tất cả, chỉ còn nhớ có nàng. Người thứ 8.